thống Putin đã trải qua rất nhiều vụ ám toán hụt. Tháng 2 năm 2000, một kẻ ám sát đã đứng ngay sau lưng ông Putin. Tháng 10 năm 2007, một đội đánh bom cảm tử đã lên kế hoạch ám toán Tổng thống Putin trong thời gian ông thăm Iran. Tháng 3 năm 2008, một tay súng bắn tỉa âm mưu hạ sát Tổng thống Putin đã bị bắt ngay gần Điện Kremlin. Nếu không được huấn luyện thời đặc vụ KGB, có lẽ ông Putin khó lòng tồn tại cho tới ngày hôm nay. Kể từ khi được đề bạt lên làm thủ tướng năm 1999 bởi cựu Tổng thống Boris Yeltsin rồi sau đó trở thành Tổng thống Nga. Trải qua 2-3 năm, Tổng thống Putin đã ra lệnh bắt giữ rất nhiều đối thủ chính trị, tỷ phú doanh nhân, những người biểu tình hay những kẻ cầm đầu băng nhóm xã hội đen. Có thời điểm nước Nga ghi nhận hơn 250 tổ chức xã hội đen hoạt động trên khắp đất nước và trụ sở chính thường đặt tại Moscow, trong đó đình đám nhất có thể nói là nhóm đầu chọc Nga. Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Nga, có thời điểm khoảng 20.000 thanh niên trẻ Nga có thể đã tham gia nhóm đầu chọc. Tuy nhiên, hầu như tất cả đều đã bị dẹp yên bởi một cái tên, đó là Vladimir Putin. Quá trình này đã giúp Tổng thống Putin nhận được sự ủng hộ của đông đảo dân chúng Nga, nhưng ngược lại cũng khiến rất nhiều người muốn hạ bệ ông. Số lượng kẻ thù của ông trong và ngoài nước cũng ngày càng nhiều. Chính vì vậy, hành tung của Tổng thống Putin luôn là điều tối mật và ông rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Sau khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine, thậm chí trong các cuộc gặp với đội ngũ trợ lý thân cận, Tổng thống Putin cũng thường rất thận trọng giữ một khoảng cách tương đối xa với họ. Vậy Tổng thống Putin nói gì về những lần bị ám sát? Có thông tin cho rằng Tổng thống Putin đã trải qua ít nhất 8 lần bị ám sát hụt. Một vị đạo diễn nổi tiếng người Mỹ đã từng phỏng vấn Tổng thống Putin thì nói rằng đã xảy ra khoảng 5 vụ ám sát trong suốt 3 nhiệm kỳ Tổng thống của ông Putin. Đến nay, ông Putin chưa một lần công bố con số cụ thể, nhưng đã thừa nhận rằng mình từng thoát khỏi nhiều vụ. Năm 2017, trong một cuộc phỏng vấn với đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Oliver Stone, Tổng thống Putin tiết lộ rằng sở dĩ ông có thể thoát khỏi những lần bị ám sát chủ yếu là do các vệ sĩ của ông đã làm việc rất xuất sắc và ông gần như hoàn toàn dựa vào các vệ sĩ để bảo vệ cho mình. Ông nói, tôi tận tâm với công việc của mình và các nhân viên an ninh cũng tận tâm với công việc của họ. Đến nay, họ đã hoàn thành công việc khá tốt. Trong bài viết về Putin trên tạp chí Newsweek ngày 23 tháng 7 năm 2014, nhà báo Ben Judah cho biết, trước mỗi chuyến công du của Tổng thống Putin, nhóm an ninh tiền trạm luôn có mặt ở địa điểm cần đến trước khoảng một tháng. Họ kiểm tra kỹ càng khách sạn sẽ đón tiếp Tổng thống Putin để đảm bảo rằng nó tuyệt đối an toàn. Và khi ông Putin đến, khách sạn đó trở thành một điện Kremlin thu nhỏ. Các đội an ninh thay thế toàn bộ đồ dùng trong nhà vệ sinh, gối, nệm, chén, bát, trái cây, thực phẩm, v.v. bằng các sản phẩm được chuẩn bị từ điện Kremlin. Những người phục vụ ông Putin tại khách sạn như đầu bếp, nhân viên vệ sinh, dọn phòng, v.v. cũng đều là người đến từ Nga theo sự điều động của Cục Bảo vệ Liên bang FSO và Cục An ninh Liên bang FSB. Truyền thông Nga nói rằng ông Putin rất hiếm khi ăn thức ăn của nước sở tại mà ông đến thăm bởi đội ngũ an ninh của Điện Kremlin không thể tra ra nguồn gốc và khó kiểm tra mức độ an toàn của các loại thức ăn này. Chính vì vậy, Đại sứ quán Nga ở nước sở tại thường phải giải thích rõ mọi chuyện với chính phủ các nước mà ông Putin đến thăm, đặc biệt những quốc gia có nền văn hóa ẩm thực nổi tiếng. Ngoài ra, các cơ quan chuyên trách bảo vệ Tổng thống Putin là Cục Bảo vệ Liên bang FSO và Cục An ninh Liên bang Nga FSB được cho là đã và đang sử dụng một nhân vật có ngoại hình giống hệt ông Putin để giúp đóng thế trong các hoạt động nguy hiểm như lặn dưới đáy hồ hay lái máy bay chiến đấu. Toàn bộ đội ngũ bảo vệ Tổng thống Putin có khoảng 20.000 đến 30.000 đặc vụ. Đội ngũ này cũng kiêm luôn nhiệm vụ bảo vệ pha lê hạt nhân của Nga. Toàn bộ đội hình bảo vệ Tổng thống Putin nổi tiếng là các đặc vụ cao to, được huấn luyện bài bản, có khả năng ứng phó cực nhanh với các tình huống nguy hiểm. Truyền thông Nga từng tiết lộ các vệ sĩ của Tổng thống Putin được trang bị đồng bộ, luôn mặc áo vest đen, đeo tai nghe. Việc sàng lọc vệ sĩ cho ông Putin là một quy trình rất nghiêm ngặt. Ứng viên phải không quá 35 tuổi, chiều cao từ 1,75 m đến 1,9 m, cân nặng không dưới 75 kg và không quá 90 kg. Đặc biệt, yêu cầu về tố chất tâm lý và khả năng phản xạ thậm chí còn khắc khe hơn. Thế giới biết tới viên vệ sĩ thân tín nhất của ông Putin là Viktor Zolotov. Năm 1999, ông Zolotov được mời tham gia đội an ninh bảo vệ Putin. Xuất thân là một thợ lắp ráp cơ khí, nhưng ông Zolotov được đánh giá là người rất có năng lực và có trình độ chuyên môn rất cao. Vậy nên, ông Zolotov đã thăng tiến thần tốc từ một thợ cơ khí lên thành tổng tư lệnh của lực lượng vệ binh dân sự Nga. Đã có khá nhiều giai thoại về mối quan hệ giữa đặc vụ Zolotov và Tổng thống Putin. Ngoài những lần đội cận vệ của Zolotov nhanh chóng ra tay bảo đảm an toàn cho ông Putin, truyền thông Nga còn nói rằng chính ông Zolotov là thầy dạy judo cho Tổng thống Putin. Đó là quãng thời gian hai người làm việc cùng nhau tại St. Petersburg,
Khi ông Putin nghe nói Solotov có kỹ năng judo rất tốt, nên khi rảnh rỗi, ông Putin thường xuyên tới thỉnh giáo Solotov. Chính vì vậy, Solotov được cho là người có công đầu trong việc giúp ông Putin trở thành Tổng thống Nga đầu tiên đạt được 8 đẳng trong judo, cũng là một trong số ít vận động viên judo trên thế giới đạt 8 đẳng. An ninh của các nguyên thủ thế giới luôn là điều tối quan trọng, đặc biệt là các yếu nhân như Tổng thống Putin. Liệu thực sự có những nhân vật đóng thế họ trong các tình huống nguy hiểm? Kính mời quý vị để lại ý kiến dưới phần bình luận. Khánh Vy xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.